Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Sử Toán Thư. Quý vị thân mến, sự xuất hiện các biến thể mới của SARS-CoV-2 đã đẩy nhiều quốc gia lún sâu vào đại dịch, khiến cuộc chiến chống COVID-19 toàn cầu trở nên vô cùng cam go và khốc liệt. Nhiều quốc gia đều đang gấp rút triển khai chương trình tiêm chủng mở rộng và tất cả đều hy vọng vaccine sẽ giúp con người vượt qua đại dịch. Thật bất ngờ là cách đây 13 năm, nhà ngoại cảm người Mỹ Sylvia Plath đã tiên tri về ngày đại dịch COVID-19 kết thúc. Không chỉ vậy, bà còn đưa ra những dự ngôn chấn động về bức tranh thế giới sau COVID-19. Vậy nhà ngoại cảm người Mỹ tiên tri khi nào đại dịch COVID-19 kết thúc? Sau COVID-19, thế giới còn phải đối mặt với những thảm họa nào khác nữa? Việt Nam khi nào dập được đại dịch? Tất cả sẽ được tiết lộ trong video của Việt Sử Toán Thư. Vào hồi tháng 5, số ca mắc COVID-19 giảm khắp nước Mỹ. Ở nhiều khu vực châu Âu và Trung Đông, khi tỷ lệ tiêm chủng gia tăng, các nước bắt đầu nới lỏng biện pháp chống dịch và các doanh nghiệp mở cửa trở lại. Tuy nhiên, người dân trên thế giới chưa kịp vui mừng sau nhiều tháng xuất hiện những tín hiệu đang khích lệ về dịch bệnh thì sự xuất hiện của biến thể Delta đã đẩy nhiều quốc gia lún sâu vào tâm dịch. Không giống như những biến thể trước đó, biến thể Delta có tốc độ lây lan nhanh chóng và tạo ra các đột biến mới. Trong đó có Delta Plus khiến cho các chuyên gia y tế toàn cầu không khỏi lo lắng. Mặc dù đã có vaccine ngăn ngừa và phòng tránh COVID-19, nhưng điều mà bất cứ ai cũng đều quan tâm nhất lúc này đó chính là khi nào thì đại dịch kết thúc. Nói về ngày kết thúc đại dịch, có rất nhiều dự ngôn liên quan đến dịch bệnh. Trong đó có dự ngôn của một nhà ngoại cảm chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua, đó chính là nhà ngoại cảm nổi tiếng của Mỹ, Sylvia Plath. Cách đây 13 năm, trong cuốn sách của mình, bà đã đưa ra những dự ngôn chấn động về ngày kết thúc đại dịch. Điều đáng nói là ngoài dự đoán về ngày kết thúc dịch bệnh, bà còn đưa ra những lời tiên tri rùng mình về bức tranh thế giới sau đại dịch COVID-19. Vậy bà đã tiên đoán khi nào dịch bệnh kết thúc? Để biết được câu trả lời chính xác, trước tiên chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về những dự ngôn của Sylvia Plath về đại dịch COVID-19 nhé! Sylvia Plath sinh năm 1936 tại bang Missouri, Hoa Kỳ. Bà là một nhà ngoại cảm và đạo sư tâm linh nổi tiếng quốc tế, từng đem lại niềm an ủi lớn cho biết bao gia đình bi thương khổ sở. Điều đáng chú ý là bà có khả năng ngoại cảm xuất chúng. Từ đó, tên tuổi của bà nổi tiếng khắp trên nước Mỹ. Bà còn được biết đến với những nghiên cứu chuyên sâu về siêu tâm lý học. Ngoài việc sở hữu năng lực ngoại cảm để giúp đỡ mọi người, bà còn tích cực tham gia một số hoạt động từ thiện. Vào năm 1974, Sylvia Plath chính thức hành nghề xem bói. Và vào năm 2008, bà tổ chức xem bói qua điện thoại. Được biết, khách hàng sẽ phải trả khoảng 750 đô la Mỹ cho 20 đến 30 phút ngay bà Sylvia dự đoán về tương lai, tư vấn tâm linh, cung cấp các mánh trừ tà ma. Chưa hết, vào năm 1986, người phụ nữ này còn tự lập ra một giáo phái tên Novus Spiritus, tạm dịch là Tân Linh. Ngoài ra, Sylvia còn lấn sân sang làm chủ hai doanh nghiệp tên là Brown Corporation và Sylvia Plath and the Princess. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2010, bà Sylvia cho biết hai doanh nghiệp này đã mang lại cho bà khoản lợi nhuận trị giá 3 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Chiêu thức làm nên tên tuổi của Sylvia Plath chính là tiết lộ với cha mẹ của những đứa trẻ bị mất tích về số phận của con họ. Chương trình truyền hình The Montel Williams Show sẽ tổ chức, sau đó phát sóng những cuộc gặp giữa Sylvia và gia đình nạn nhân, dịp để người phụ nữ này bịa đặt về những em bé không may biến mất. Vào năm 1999, một người đàn ông đã dừng xe trước sân nhà ông bà em, Opo Jojenning, 6 tuổi, tóm lấy em, nhét em vào thùng xe và đánh em khi cô bé cố gắng chống cự. Người bà tuyệt vọng của Opa đã đăng ký tham dự chương trình The Montel Williams Show để nhận được sự giúp đỡ từ Sylvia. Trên truyền hình, người phụ nữ tội nghiệp đã gần như cầu cứu nhà ngoại cảm. Gia đình tôi không thể chịu đựng được nữa và chúng tôi cần biết Opa đang ở đâu. Tôi cần sự giúp đỡ của cô, Sylvia. Opa đang ở đâu? Con bé đang ở đâu? Đáp lại, Sylvia trả lời hết sức tự tin. Cô bé chưa thiệt mạng, nhưng cô bé đã bị bắt sang một thành phố tên Kukauro ở Nhật làm nô lệ. Sau một khoảnh khắc im lặng, người dẫn chương trình hỏi lại Sylvia, Kukauro. Sylvia bình thản xác nhận, phải Kukauro. Cô bé bị đưa lên một chiếc thuyền hoặc một chiếc máy bay rồi bị mang sang Nhật để làm nô lệ da trắng. Nhưng một thời gian sau, thi thể của cô bé đã được tìm thấy tại Fort Worth, Texas. Theo khám nghiệm pháp y, Opa đã bị sát hại trong cùng ngày em bị bắt cóc
và không lâu sau đó, một người đàn ông địa phương tên Richard Lee Frank bị bắt giữ. Tuy nhiên, sai lầm này có vẻ như không thể làm giảm sút tên tuổi của Sylvia. Vào năm 2002, gia đình của Holly Carson vẫn nhất quyết muốn được Sylvia Brown giúp tìm kiếm đứa con đã mất tích 7 năm trước vào tháng 4 năm 1995. Sylvia trả lời ông bà Carson rằng con gái họ vẫn còn sống và hiện đang làm vũ nữ thoát y tại một hộp đêm ở Hollywood. Ngay lập tức, bà Gwen Carson bay đến Los Angeles, lùng sục khắp các hộp đêm, phát hàng trăm tờ rơi, hỏi chuyện các vũ công và bảo kê. Trong khi con bà là Holly chỉ còn là một cái xác vô thừa nhận tại thành phố San Diego. Năm 2003, cha mẹ của em San Hornbeck đã tìm đến Sylvia để lần ra dấu tích của con mình. Ngày 6 tháng 10 năm 2002, em Saul, lúc đó vừa lên lớp 6, biến mất tại Missouri khi đang đạp xe tới chơi nhà bạn. Sau 4 tháng dài tìm kiếm con trong vô vọng, họ quyết định đăng ký tham gia chương trình The Montessori. Khi bà Pam Hornbeck, mẹ của Saul, hỏi Sylvia về số phận của con trai mình, bà Sylvia đã khẳng định chắc chắn rằng Saul đã chết và bị chôn dưới hai tảng đá mòn. Nghe xong hung tin, bà Pam đã ngất ngay tại trường quay. Không ngờ 4 năm sau đó, cảnh sát tìm thấy Saul vẫn còn khỏe mạnh và đang sống cùng kẻ đã bắt cóc mình là Michael Dellin tại Kirkwood, Missouri. Có thể thấy, Brown thường xuyên bị mất uy tín và phải đối mặt với những lời chỉ trích vì đưa ra những tuyên bố mà sau đó bị phát hiện là sai, bao gồm cả những tuyên bố liên quan đến những người mất tích. Bà cũng là một tội phạm đã bị kết án, từng đối mặt với tội trộm cắp vào năm 1992. Mặc dù bị dư luận tiêu cực đáng kể, bà vẫn duy trì một lượng lớn người theo dõi cho đến khi qua đời vào năm 2013. Đặc biệt từ năm ngoái, sau khi dịch viêm phổi bùng phát thì mọi người lại càng biết nhiều hơn đến nhà ngoại cảm này và vô cùng sững sờ ngạc nhiên khi biết đại dịch Covid-19 đã được bà tiên đoán từ nhiều năm trước. Trong cuốn sách xuất bản vào năm 2008, bà Brown đã viết rằng một căn bệnh về đường hô hấp sẽ lan rộng trên toàn cầu vào năm 2020 và sẽ tự biến mất hoàn toàn. Nguyên văn trong cuốn sách của bà viết rằng, vào khoảng năm 2020, một căn bệnh nghiêm trọng giống như viêm phổi sẽ lan rộng khắp toàn cầu, tấn công vùng phổi và phế quản, đồng thời đề kháng lại mọi phương pháp điều trị đã được nhân loại biết đến. Điều khiến cho người ta càng khó hiểu hơn chính bản thân căn bệnh này đó là trong tương lai, nó sẽ đột nhiên biến mất nhanh như lúc nó đến vậy. Sau đó, tiếp tục xuất hiện và hoành hành thêm 10 năm trước khi chúng biến mất hoàn toàn. Đoạn viết này ở trang 312 của cuốn sách năm 2020, sau khi đại dịch bệnh bùng phát tại Mỹ, thì trang sách này cũng nhanh chóng được lưu truyền trên mạng Internet. Điều này khiến nhiều người liên tưởng đến đại dịch SARS năm 2003, cũng là loại bệnh viêm phổi không điển hình do virus gây ra. Bắt đầu từ tháng 12 năm 2002, phát hiện người bị bệnh đầu tiên. Sau đó, đến ngày 13 tháng 7 năm 2003, toàn thế giới không có bệnh nhân nhiễm mới. Cả quá trình đã kéo dài khoảng 8 tháng và đột nhiên biến mất. Mặc dù thuật ngữ dự đoán là một vấn đề chủ quan, nhưng có lẽ không có gì ngạc nhiên khi Brownie tuyên bố đã thấy trước sự bùng phát dịch bệnh hô hấp quốc tế giống với đại dịch SARS, hội chứng hô hấp cấp tính nặng vào đầu những năm 2000 trước khi cuốn sách này được xuất bản. Thuật ngữ nghiêm trọng trong cuốn sách này có lẽ đã ứng dụng cho một số trường hợp mắc COVID-19 và căn bệnh này gây tử vong cho hàng ngàn bệnh nhân vào năm 2020. Bệnh này có vẻ nguy hiểm hơn cả cúm mùa, mặc dù một số trường hợp khá nhẹ hoặc không có triệu chứng. Việc Brown dự đoán về một căn bệnh về đường hô hấp sẽ lan khắp thế giới vào năm 2020 là đúng, nhưng việc bà cho rằng nó sẽ biến mất nhanh chóng thì hiện giờ vẫn chưa xác định được. Có lẽ nào lần dịch bệnh này cũng sẽ giống như dịch SARS năm 2003 và một ngày nào đó trong tương lai cũng sẽ đột nhiên nhanh chóng biến mất. Nhiều người cho rằng việc bà Brown dự đoán về căn bệnh này có thể là một dự đoán may mắn hơn là lời tiên tri. Việc bà dự đoán căn bệnh COVID-19 sẽ đột nhiên biến mất vẫn còn phải chờ thời gian kiểm chứng. Thực tế các chuyên gia y tế cho rằng nó có thể trở thành một bệnh theo mùa. Như vậy có thể thấy, không chỉ đưa ra dự báo về ngày đại dịch kết thúc, bà Sylvia còn tiếp tục đưa ra những dự ngôn về ngày tận thế cũng như viễn cảnh của toàn nhân loại. Từ nhỏ, bà Sylvia đã tiếp nhận sự ảnh hưởng của Cơ Đốc giáo, Công giáo và Do Thái giáo. Từ khi học đại học, bà bắt đầu nghiên cứu sâu để hiểu về ngày tận thế. Bà nói, mình được hỏi vô số lần về việc rốt cuộc ngày tận thế sẽ đến vào lúc nào. Nhưng rất ít khi có người hỏi bà thế giới sẽ kết thúc như thế nào. Thông qua năng lực tâm linh của mình, Sylvia đã nói cho chúng ta trong những ngày cuối cùng, trái đất này vẫn sẽ bảo vệ những đại lục mà chúng ta đang có đây.
Điều đáng nói là mỗi mảnh đất đều do hồng thủy mà bị giảm mạnh. 2/3 lục địa hiện nay sẽ bị nước bao phủ. Đến cuối thế kỷ này, cùng với sông băng và tuyết trên các ngọn núi cao nhất vẫn tiếp tục tan chảy. 3/4 các địa phương trên tinh cầu này sẽ bị nước bao phủ. Phần lớn băng tan chảy sẽ đổ vào biển, các thành phố ven biển ngập chìm trong nước, đẩy dân số vào miền trung đại lục. Nước không chảy đến biển sẽ thấm sâu vào lòng trái đất, đến những nơi nham thạch đang nóng như thiêu đốt, tạo nên hơi nước và áp suất. Và sau đó dẫn đến hàng loạt thảm họa núi lửa phun trào khắp nơi trên thế giới. Hơn nữa, ngọn núi lửa đang nằm trong trạng thái ngủ đông như núi Phú Sĩ, Nhật Bản cũng sẽ hồi sinh vào trước năm 2085, khiến cho phần lớn khu vực tại Nhật Bản chịu ảnh hưởng nặng nề. Bà Sylvia cũng cho rằng, trong 30 năm cuối cùng của thế kỷ này, số lần và cường độ xảy ra bão và mưa gió mùa mạnh đều sẽ nhiều hơn gấp đôi so với hiện nay. Điều đáng nói là vòi rồng sẽ không còn là thiên tai theo mùa mà sẽ trở thành nguy cơ mang tính phá hủy xảy ra liên tục suốt cả năm. Thậm chí, ở những nơi từng được cho là không bao giờ có vòi rồng, ví dụ như Trung Mỹ và Nam Mỹ, một phần châu Âu và châu Phi sẽ trở thành khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Không chỉ vậy, bà còn nhắc đến một hiện tượng thời tiết khắc nghiệt sẽ khiến môi trường khí quyển trong 30 năm cuối thế kỷ này trở nên rất tồi tệ. Những nơi không có lũ lụt sẽ xảy ra hạn hán. Vì vậy, sự an toàn của con người không được đảm bảo và cũng không tìm được bất cứ nơi cư trú nào tốt, có nguồn tài nguyên thích hợp. Bà cho rằng, một lúc nào đó trước năm 2100, đèn sẽ tắt toàn bộ, không phải đèn trên trái đất mà là ngọn đèn của nhân loại chúng ta. Chính con người sẽ khiến cho trái đất trong 92 năm sau này sẽ không còn thích hợp để sinh sôi và phát triển. Bà nhấn mạnh, khoảng thời gian từ năm 2008 đến năm 2100, nhân loại đã đi trên con đường tự hủy diệt chính mình. Bản thân trái đất vốn sẽ không bị hủy diệt vào ngày tận thế, sẽ không có thiên thạch đâm vào trái đất của chúng ta tạo nên một vụ nổ lớn mang tính hủy diệt, cũng không vì trôi khỏi quỹ đạo mà rơi xa mặt trời, từ đó không duy trì được sự sống và sinh sản. Điều quan trọng ở đây chính là tự bản thân con người chúng ta đang ngày ngày ra sức khai thác tài nguyên thiên nhiên và hủy hoại môi trường, dẫn đến việc trái đất không còn là nơi thích hợp để sinh sống nữa. Nếu chúng ta không quan tâm đến gia viên mà thần đã tặng, thì trái đất này cũng không thể nào tiếp tục cung cấp nơi ở và thức ăn. Ngoài những điều dự báo trên, nhà ngoại cảm Sylvia Brown còn đưa ra những lời dự báo rùng rợn cho tương lai. Trong cuốn sách của mình, bà Sylvia đã tiên tri rằng, khoảng năm 2025, sự hoàn thiện máu nhân tạo sẽ trở thành một trong những bước đột phá quan trọng nhất của y học thế kỷ 21. Khoảng đến năm 2025, mưa nhiệt đới gió mùa sẽ tấn công bờ biển phía Đông Bắc và Nam Mỹ. Từ năm 2025 đến năm 2030, sóng thần nghiêm trọng sẽ đổ bộ vùng Viễn Đông và Florida. Sóng thần tại bang Florida sẽ do cơn bão lớn nhất chưa từng có trong lịch sử tạo nên. Khoảng năm 2026, một loạt các cơn sóng thần lớn sẽ tấn công Nhật Bản. Đến lúc đó, một lục địa mới sẽ xuất hiện ở quần đảo Hawaii. Năm 2029, con người sẽ đón một trận mưa sao băng số 1 phế thải và mảnh vụn của chúng ta đã loại bỏ trong quá trình khám phá không gian sẽ quay trở lại trái đất một cách bất ngờ. Trong sách của bà Sylvia, ngoài dự ngôn về dịch viêm phổi vào khoảng năm 2020, chúng ta còn phát hiện hai dự đoán rất có khả năng liên quan đến năm nay 2021. Trong sách nói rằng, 20 năm đầu thế kỷ này, nhân loại sẽ đạt thỏa thuận với những người ngoài hành tinh vốn đang ở trong chúng ta và những người sau này sẽ tiếp tục đến trái đất. Kết quả sự hợp tác này chính là việc du hành không gian của con người sẽ thấy sự tiến bộ vượt bậc. Như vậy, việc dự báo ngày tận thế không bao giờ sẽ đến, trái đất ấm lên, sông băng tan chảy, địa từ đạo cực, tốc độ tuyệt chủng nhanh chóng của các loài đều là những sự thực không thể phớt lờ và chúng ta cần nghiêm túc suy ngẫm về những hành động của chính mình đối với thiên nhiên. Trong cuốn sách xuất bản năm 2008, Sylvia Brown đã viết một căn bệnh về đường hô hấp sẽ lan rộng trên toàn cầu vào năm 2020 và sẽ tự biến mất hoàn toàn. Cụ thể, vào khoảng năm 2020, một căn bệnh giống như viêm phổi nghiêm trọng sẽ lan rộng khắp toàn cầu, tấn công phổi và phế quản, chống lại tất cả các phương pháp điều trị đã được nhân loại biết đến. Căn bệnh này đột nhiên biến mất như khi nó đến, sau đó tiếp tục xuất hiện và hoành hành trên 10 năm trước khi biến mất hoàn toàn. Việc bà dự đoán một căn bệnh về đường hô hấp sẽ lan khắp thế giới vào năm 2020 là đúng, nhưng việc bà cho rằng nó sẽ biến mất nhanh chóng thì hiện giờ vẫn chưa xác định được, vẫn còn phải chờ thời gian kiểm chứng, viết sử gắn thư, viết sử thêm nhiều nước.